Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Meey Land. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất mở rộng đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều dự án trong tháng 3. Đề xuất cho phép thành phố Hồ Chí Minh tách dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNRE, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam và cho rằng nhà nước cần có những quy định cụ thể để triển khai gói 120.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, bởi đây là liều thuốc bổ có giá trị đối với thị trường. Nhưng cũng cần quy định rất cụ thể, trong đó quy định rõ đối tượng những nhóm được tiếp cận nguồn vốn này. Chúng tôi đề xuất ngoài những nhóm đối tượng phát triển nhà ở xã hội, giá rẻ, bình dân thì cũng cần lưu ý những dự án bất động sản ở giai đoạn gần hoàn thành nhưng chỉ vì thiếu vốn nên tắc nghẽn, kể cả là dự án nhà ở cao cấp, trung cấp. Nếu được giải tỏa, chúng ta sẽ kích thích được nguồn cung trên thị trường, sẽ mang lại ý nghĩa và giá trị nhất định. Ngoài ra, ông Đính cho rằng đối với gói tín dụng trên cần phải có quy định, thông tư hướng dẫn cụ thể. Đây là việc trọng tâm cần thực thi với cơ quan chủ chốt là Bộ Tài chính. Nhà nước cần sớm ban hành các quy định để tháo gỡ cho phân khúc nhà ở xã hội. Hiện nay, chính phủ đang vận động nhiều doanh nghiệp đăng ký, nhưng vẫn còn rất nhiều rào cản vướng mắc trong các quy định, đặc biệt là các quy định pháp luật. Để thúc đẩy được loại hình này, rất cần những chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ, nhất là về thủ tục hành chính pháp lý. Ngoài ra, trong giai đoạn vừa qua, nhiều doanh nghiệp bộc lộ những yếu kém, nhiều dự án không đủ khả năng tiếp tục triển khai dự án, nên yêu cầu M&A chuyển giao dự án trong giai đoạn này rất lớn. Tuy nhiên, quy định M&A còn nhiều vướng mắc. Do đó, đại diện VNRE đề nghị tổ công tác tháo gỡ cho hoạt động chuyển nhượng từ các chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án. Theo kế hoạch, trong tháng 3 năm 2023, nhiều địa phương của Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất ở với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Cụ thể, tại huyện Sóc Sơn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện và Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất tại khu đất đấu giá số 1, thôn Hương Đình, xã Mai Đình. Diện tích các thửa đất từ 95 cho tới 340 m2 một thửa, mức giá khởi điểm từ 23 đến 31,6 triệu đồng một m2. Thời gian, địa điểm phát hành, bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 3. Thời gian tổ chức đấu giá vào 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn. Theo đó, khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam. Đi kiểm tra thực địa vào các ngày 20 và 21 tháng 3. Tại huyện Chương Mỹ, cũng trong ngày 25 tháng 3, dự kiến đấu giá 29 thửa đất ở khu Mái Sau, thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn. Các thửa đất có diện tích từ 104,22 m2 đến 208,65 m2, giá khởi điểm từ 18,2 đến 31 triệu đồng một m2. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 6 tháng 3 đến 17 giờ ngày 22 tháng 3. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 22 tháng 3 đến 11 giờ ngày 23 tháng 3 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Goldsun. Ngoài các địa phương trên, năm 2023, huyện Phúc Thọ dự kiến tổ chức đấu giá 17 khu đất với tổng diện tích 59.102 m2, trong đó có 103 dự án đấu giá cho cá nhân, còn lại là các khu đấu giá dành cho tổ chức. Tổng số tiền đấu giá ước đạt khoảng 1.300 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ cho biết, các dự án đấu giá cho cá nhân gồm khu Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tảo, khu Mải Thảy, khu Man Rộp, xã Phụng Thượng, khu Đồng Phơm, xã Thọ Lộc, khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên, khu Dọc Chanh, xã Trạch Mỹ Lộc, gồm 2 giai đoạn, khu Hương Nam, xã Xuân Phú, khu Hồ Vân, xã Xuân Đình, khu X10, X11, xã Ngọc Tảo, khu Trường Yên, xã Long Xuyên, khu Cổng Chợ, xã Tích Giang. 4 dự án đấu giá cho tổ chức gồm khu Đồng Cá, xã Phúc Hòa, khu Cổng Nội, khu Hậu Đồng, xã Tam Hiệp và khu Kim Thanh, dự án nằm tiếp giáp quốc lộ 32. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54/2017 QH14 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một trong những nội dung của nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh tách dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, cấp thoát nước, xử lý rác thải theo quy định của pháp luật về đầu tư công, có quyền quyết định cho phép tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể. Đồng thời căn cứ chủ trương đầu tư dự án tổng thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án tổng thể. Trong trường hợp điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, phát sinh yếu tố phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tổng thể, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tổng thể trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Nội dung dự thảo cũng đề xuất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tổng thể và điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm để thực hiện, đồng thời là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất. Hội đồng nhân dân thành phố cũng ban hành danh mục các dự án đầu tư công thực hiện tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công quy định. Ngoài ra, theo dự thảo nghị quyết cũng thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông. Thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện dự án đầu tư công độc lập, để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận, các nhà ga thuộc tuyến đường sắt được cấp thẩm quyền phê duyệt dọc theo tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đường sắt đô thị số 2 Bến Thành Tham Lương, theo quy định của pháp luật để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư tại chỗ, tạo quỹ đất để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy định. Thẩm quyền trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư quy định tại điểm A khoản 4 điều 4, dự thảo nghị quyết được thực hiện theo trình tự thủ tục của dự án đầu tư công nhóm A theo tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công. Hội đồng nhân dân thành phố được quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng, chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tăng không quá 1,5 lần so với quy chuẩn hiện hành. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.